sao? Trời ơi, cầm cái cây này hát luôn hả? Thôi con hát cho mẹ nghe coi. Hát bài gì á? Ui cha ơi. Rồi cô chú coi tóc nó quăng nè. Khoái tắm xong á. Con làm ơn con bỏ, con hốt đồ, con chơi xong á, con hốt đồ lại, con bỏ vô thùng cho mẹ đi chơi rồi. Mẹ. À, mẹ ngồi đây, ngồi đây. Mẹ ngồi đây. Ok, đi, chơi bán cho mẹ đồ ăn nha. Không chú. Hả? Không mẹ. Sao ạ? Không nghe chơi. Không. Mẹ ăn đi. Mẹ chút thì xá. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt đó. Mẹ tôi sức khỏe. Con nói gì vậy? Con nói tiếng Việt cho mẹ nghe đi, mẹ không hiểu con nói tiếng. Mẹ ăn. Ờ, mẹ ăn, mẹ muốn burger. Ok. Mẹ con burger. Hả? Con nghe cô nghe. À, con này con nè, để chờ từ từ, chờ chút ngồi mẹ nghe nghe, mẹ ra mẹ lấy điện thoại nghe chưa? Ngồi im đây nói chuyện với cô chú nè, mẹ ra, mẹ có điện thoại, mẹ có tin nhắn nghe chưa? Hả? Ăn ẩn vậy chú. Để đâu xuống? À, con muốn để đó xuống rồi hả? Con ngồi xuống con bán hàng đi. Chay chạy ra chay lấy cho mẹ cái điện thoại của mẹ được không? Điều hồi mẹ có tin nhắn, ai nhắn mẹ? Lấy cho mẹ điện thoại của mẹ được không? Không. Đồ cái thứ làm biến. Thứ làm biến. Đó, thấy chưa, làm. Trời ơi, mẹ cắm băng chay cho mẹ ly nước uống nữa đi con. Mẹ muốn uống cà phê. Mẹ muốn uống cà phê. Con hỏi mẹ, mẹ muốn ly nào? Mẹ muốn ly nào? Mẹ muốn ly màu đỏ. Thôi mẹ muốn ly màu đỏ cơ. Yeah. Không hả? Ok mẹ muốn ly màu tím. Ok. Ok mẹ cảm ơn chay nha. Không chịu bán ly màu đỏ, chỉ bán ly màu tím thôi. Có gì làm chưa? Để xuống, để xuống. À để xuống, để xuống. Ok. Đi từ từ thôi. Mà cái ly này có phải ly cà phê không? Dạ. Có phải ly này. Coffee. À coffee, ok vô. Nhiêu tiền á, nhiêu tiền á? Đổ cái. Đổ làm sao? Đổ uống cà phê. Vô. Mà sao con không chịu bán mẹ ly màu đỏ mà con chỉ bán mẹ ly màu tím thôi? Con có cho thể cho mẹ biết lý do được không? Mẹ thích sao? Trời ơi, tóc quăng, đồ này kia nọ, đồ dữ dằn chứ. Lâu lâu xả tóc xuống bữa để cho cô chú biết tóc mình dài. Cho mẹ. À mẹ không có cần muỗng, mẹ chỉ ăn bằng tay thôi. Mẹ màu green. Màu green là màu gì á? Màu iPad. Gì màu green là màu iPad? Từ từ mẹ. Từ từ hả? Ừ từ từ. Bán mà cũng có mắc lỗi nữa. Bán mà vừa phải mắc lỗi sửa lỗi lại nữa. À là quên chưa nướng miếng thịt phải không? Buôn bán vậy đó coi được không? Buôn bán vậy có ai mua? À, tóc cô chú lâu quá ông xã cô chú thấy tóc tay dài, chay dài chưa? Rồi tóc gì mà không xả cái nhìn nữa, nhìn xả cái nhìn thấy nó đầu bù tóc rối ghê luôn. Không bao cao. Sao không được? Ốc xăm. Lẹ lẹ đi đói bụng quá rồi nè. Ok. Ai da gì? Gì? Cô nói tiếng Việt với mẹ đi nha Chi. Mẹ hy vọng là toàn cái video này con nói tiếng Việt để mẹ khỏi cần cái phải Việt sub nha Chi nha. Để mẹ khỏi cần phải đánh chữ vô nữa. Trời sao tự nhiên giờ này mẹ buồn ngủ dữ vậy Chi? Ngủ sao? Rồi, giờ mẹ ăn được chưa? Nhưng mà thì có. Mà bây giờ mẹ ăn được chưa?
tính tiền đó, tính tiền là phải bấm đó. Đó, tính tiền đó, y như thiệt không? Ok. Xong rồi. À, xong rồi hả? Rồi tổng cộng bữa nay doanh thu được nhiêu tiền á? Từ sáng giờ bán được mấy cái bánh hamburger rồi? Ok. Đủ pizza. Hả? Pizza. Muốn ăn pizza hả? Muốn gì á? Bữa nay ngoài trời lạnh nữa rồi cô chú ơi, nên không có ra ngoài trời được. Ru rú trong nhà nữa. Cô chú ráng đi, đợi đúng một tháng nữa. Con gì? Con sao? Em bận gì cái? Mẹ bận bận gì bây giờ? Con nói gì mẹ không hiểu, con nói một cái gì luôn á. À, đem lại đằng kia ăn hả? Để xuống đâu? Để vô, đúng rồi, để vô góc đó đi, để vô góc đó đi, đúng rồi. Muỗng ra, muỗng đâu? Ủa, rồi bây giờ dọn bàn qua bên kia ngồi ăn hả? Dạ. Hung hung mẹ miếng đi rồi mẹ đi. Thank you. À, mẹ đi với con nha. Ok. Ôi da. Trời ơi, cái phòng này là phải một chút mẹ với ba phải dọn lại chứ còn kiểu này là không được rồi. Trời ơi, bên đây có bánh pizza, có đủ thứ rồi nè. Không, không mẹ, mẹ. Mẹ ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đâu? Mẹ ngồi xuống bên này. À, mẹ ngồi đây hả? Ok, ok. Rồi, rồi, trời ai quay con? Mẹ ngồi xuống đây rồi ai quay con? Rồi, ok. Đi chỗ kè cái. Rồi, à, chị ăn pizza còn mẹ ăn hamburger hả? Ok. Ngon quá. Ngon. Ngon con. Ăn đi coffee. Cô uống cà phê. Mẹ uống cà phê. Mà mẹ uống cà phê. Đổ. À đổ ra ly uống hả? À, đổ ra ly uống không có uống bông hút rồi. Lấy xuống. Đậm đà quá. Ly pha ly cà phê đúng chất Việt Nam đi. Để xuống nè, mẹ để xuống chứ mẹ đâu dám cầm đâu. Con cho phép mẹ mới cầm. Cười với cô chú một cái, cười nha, ăn cười nha, đúng rồi. Mẹ muốn ăn. Rồi muốn ăn, con ăn đi. Rồi con đi đâu vậy? Đi ăn đứng chỗ thôi chứ đi tới đi lui hoài coi cô chú không có thấy được cái màn hình nha. Bước lại đây lẹ lên. À, đứng im chỗ thôi. Mẹ ăn pizza. Ừ, mẹ ăn pizza rồi, con thổi cho mẹ đi. Thổi cho mẹ đi. Đi xà bể bên kia. À, đi xà bể bên kia hả? Em bé đâu buộc. Em bé đâu buộc tóc dối á. Em bé thơm lắm nha cô chú nha. Cho mẹ. Trời ơi, thổi cho mẹ đó. Cho mẹ. Ờ, mẹ cảm ơn. Chị nói là here you go mẹ. Mẹ ngồi. Mẹ ngồi xuống đi nè. Chị lại ngồi với mẹ không? Dạ. Lên đây ngồi lên đùi mẹ nè. Lên đây ngồi lên đùi mẹ nè. Rồi một phần ta nhớ nhớ thương nhiều lắm. Không nhớ chờ. À không có đụng đầu, không có đụng đầu. Ok. Ok. Để bên kia. Để bên kia. À để bên kia, để bên kia. Để cái muỗng bên kia. Để cái muỗng bên kia, đúng rồi. Mẹ phải việc sắp chứ mấy cô chú không hiểu. Chỉ có một mình mẹ trên đời này. Chỉ có một mình mẹ mới hiểu thấy đang nói gì, đúng không? Chú. Chay ơi chay, bây giờ nè, bây giờ mẹ phát hiện rồi nè. Bị đau. Chay bị đau chỗ nào đâu? Bây giờ chay coi răng mẹ nè. Thấy không? Chay thấy răng mẹ trắng không? Chay phải đánh răng thường xuyên nha. Chay nhớ trong cái app đồ chơi có em bé bị sâu răng quá trời không? Con nhớ không? Vậy là bởi vậy con phải đánh răng thường xuyên để đừng có bị sâu răng nghe chưa? Hả? Em bé nào? Trời ơi cái da của nó nè. Thấy không? Mà ham cái da này ghê luôn á. Phải chi có đổi cho tôi cái da này được không? Hả? À pizza đậm. À pizza đậm. Mời mẹ lụm pizza cho chay rồi. Chay thổi, chay đút mẹ ăn đi. Cả cuộc đời của mẹ, mẹ thổi mẹ đút chay ăn rồi. Bây giờ chay đút mẹ ăn đi. Chay làm điều tốt một ngày đi. Cho em một ngày thôi.
Một ngày không khắc khoải chờ đợi. Một ngày không may không... Rồi lúc mẹ ăn. Mẹ giờ củ cầm. À tự cầm. Nó nói giống như mình nói vậy, tự cầm. Wow, pizza này ngon quá. Đây, pizza của... Ngon quá, cái đi ăn pizza là không có cầm muỗng. Ăn pizza là phải cầm bằng tay. Cái muỗng không có gì nè. Pizza mà cầm ăn bằng muỗng là thấy tàu lao rồi đó. Để xuống. À để xuống. Ok, để xuống. Nhìn vô cô chú cười một cái. Cười kiểu kỳ vậy. Cười đi. Ôi trời, cái lưỡi cam lè vậy. Cái lưỡi làm gì bị cam lè vậy? Con gì á? Bà sao cái lưỡi cam lè vậy? Hồi nãy con mới ăn gì? Để mày nhớ coi nãy giờ chơi ăn gì mà chơi lưỡi cam lè. Hả? Ăn ấp âm bà. Mẹ cầm. Đừng làm rớt hoài. Cô chú đang coi chay mà chay nó làm rớt hoài rồi đó. Pizza 4 miếng là mất 2 miếng, còn có 2 miếng. Cái gì? Con nói tiếng Việt cho mẹ nghe coi con muốn nói gì. Nóng hả? Nắp. Gì? Nắp hả? Nói gì vậy trời? Ham, dạo này ham nói tiếng Anh quá nha. Mình là mình không biết nói tiếng Anh đâu đó, bạn đừng có nói tiếng Anh với mình nha. Ngứa mẹ. Bị ngứa hả? Bị ngứa thì con tự gãi đi chứ con nói mẹ làm chi. Nè, ăn vô nè. Giỏi. Con ăn con thấy như thế nào, ngon không con? Hả con yêu? Ngon con yêu? Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Em không hát. Không hát hả? Con này đây mẹ chùa mũi cho. Trời ơi, con này nó làm mẹ nó tuột mút dễ sợ luôn á. Mẹ nó đang chuẩn bị vô. Mẹ ơi. Trời ơi, nó làm mẹ nó tuột mút bà cố luôn. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền. Không hát hả? Trên cuộc đời này chỉ có một mình chay là mẹ đang hát là chay kêu mẹ im được thôi đó. Im. Trời. Im mẹ. Trời. Im. Không được hổng. Nói gì vậy là hổng biết chưa? Chỉ có mẹ mới được nói cái đó thôi, con không được nói nghe chưa? Con xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi. Xin lỗi ai? Xin lỗi mẹ. Đúng rồi. Vì tình thương cho con bao la biết mấy. Đang xong môi cái hả? À, xong môi. Đang con gì á? Con gì? Con gì á? Ai biết con gì? Những đêm mông con trong tay khóc ướt vai con. Chay đang ăn thịt nè cô chú. Đang ăn thịt. Ăn thịt, ăn nem nướng. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Mà mốt là chay lớn lên chay phải hát bài đã tặng mẹ nghe chưa? Rồi, nó ăn cái này xong là mẹ làm cho con một ly sinh tố, con uống ly sinh tố vô nghe chưa? Dạ. Giỏi. Cái gì á con? Ồ, con mắt hình trái tim. Con mắt hình trái tim đó con. Con nhìn cô chú, con chào cô chú các chú. Nhìn cô chú, nhìn thẳng vô cô chú. Nhìn thẳng vô cô chú, chào cô chú các. Tình thương cho con bao la biết mấy. Những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Phải không? Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Mà mốt phải dạy chị hát bài này mới được. Đi con. Anh
cho con sáng soi làm mẹ yêu. Khúc hát. Thế nào ạ? Sao ạ? À, làm Superman hả? Con màu đó màu gì á con? Màu blue. Màu blue, đúng rồi. Bây giờ con uống giùm cho mẹ miếng đi. Uống vô, uống vô, uống vô. Uống vô con. Ngon quá, đúng rồi, giỏi. Chay đang uống sinh tố á cô chú. Sinh tố trong đây là có chuối, có sữa hạnh nhân, có quả Nam Việt Quốc, rồi rồi rau, rau bina với rau keo. Ráng sao cho uống hết ly này nè, nãy giờ uống nãy giờ cái ly đầy lắm á, nãy ly ly đầy là ly tới đầy tới đây luôn nè. Uống được nhiêu? Má mà kêu. Rồi giờ con uống cho mẹ miếng nữa đi. Đúng rồi đó, uống cà nhĩ cà nhĩ cà nhĩ gì cả tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Ú, đã mà kêu. Cô chú thấy chay mặc đồ mà có da thịt thấy cưng dễ sợ không? Muốn quýnh dễ sợ không? Nè uống cho mẹ miếng nữa nè con. Uống cho mẹ miếng nữa nè. Lại lên, lại lên. Gì từ từ, tôi đập bây giờ chứ từ từ. Uống miếng. Uống miếng lẹ đi rồi mẹ bỏ xuống nè. Mẹ cầm mỗi tay quá nè. Chay à? Đúng rồi. Kêu nó uống là từ từ. À bây giờ mẹ sẽ cho chay coi cái hình này. Và mẹ đố chay đây là ai. Ok. Rồi. Ai đây? Ai á? Dạ. Ai á? Hồi chay ngồi vậy hả? Ngồi phanh tay hả? Đâu phải phanh tay, nhìn kỹ coi có phải phanh tay không? Ngồi mô phẹt. Đó please. Đâu ngồi sao ngồi lại y chang coi. Ngồi lại y chang coi. Bỏ xuống rồi ngồi y chang coi. Ngồi y chang coi. Rồi sao nữa? Không phải chắp tay lại chắp tay. Đúng rồi, nhìn thẳng vô mẹ coi. Nhìn thẳng vô mẹ coi. Rồi đây nè, nhìn vô cô chú nè. Nhìn vô cô chú nè. Đó. Rồi sao, rồi sao, rồi sao. Chắp tay sao? Xong rồi. Xong rồi hả? Đó, có một cái cô vẽ hình chay nè cô chú. Đi mơ phạt. À, vẽ hình nó thấy hình nó cái đó bắt chước nó làm theo đó. À, thấy thương nghe chưa? À, cái đó là phản ứng của chay khi mà chay coi được cái tấm hình của chay đó cô chú. Rồi con ướm giùm cho mẹ miếng đây. Đúng rồi, giỏi quá. Mẹ màu kia. Màu sao? Màu đó màu gì vậy? Coi ơi chay ngồi khép khép cái chân vô chút nè. Ngồi khép khép cái chân vô chút coi, mặc quần ngắn quá à. Rồi uống vô cho mẹ miếng nữa nè con. Rồi uống vô cho mẹ miếng nữa. Rồi cảm ơn nhiều. Ok bây giờ chay đưa tay đây. Mẹ sờ móng tay cho. Từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ. Bây giờ có sờ móng tay không? Dạ. Rồi đưa tay đây. Ôi chá. Ôi chá. Chắn không được nè. À too loud too loud. I'm sorry, I'm sorry. Rồi đưa tay đây cho mẹ. Rồi, đưa tay này nè, đưa ngón này. Màu này màu gì á? Màu vàng. Đúng rồi. Wow. Ui da. Rồi đưa ngón này đây, đưa ngón này. Màu pink. Màu pink nữa. Thôi thôi để mẹ sơn màu này đã đi. Đừng có nhìn, mẹ sơn xong rồi nhìn. Đó, đẹp quá trời luôn cô chú ơi. Mẹ đẹp quá. Không có em bé nào mà sướng bằng trái ăn rồi được móng tay đẹp không mà đó cho cô chú coi coi. Sao đó, sao đó. Đồ, thấy chưa? À, thơm quá. Thơm hả? Hả? Thơm mà ho hả? Đừng có múa. Thơm quá. Thơm đâu mà thơm, mùi này mùi axit to, mùi nước sơn mà thơm gì. Mẹ okay. Mẹ là đi làm là mẹ sợ mùi này lắm luôn mà con ngồi đó nói thơm. Đi ngon cái đi. Coi chừng. Okay.
Ê, ở đây 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 đây. Mình đừng có làm bóc lên nha. Rồi xong mình mới chụp trời chữa cho Út coi. Đây. Ok, để xuống đây. Rồi. Ôi ôi đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Đây mình chụp tấm hình rồi vô đây. Đây đây đây, mình chụp cho tấm hình. Ok. Rồi, xong rồi. Cho cô chú coi đây. Đây chưa. Quay xuống, bỏ xuống, bỏ tay xuống. Ê. Đó, bàn tay này nữa, bàn tay này nữa, bỏ xuống, bỏ xuống. Đó, cô chú thấy kìa đẹp chưa? Thơm quá. Sao? Thử coi thơm không? Em có mẹ, có mẹ. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Giờ xong móng chân nè, ngồi xuống xong móng chân nè. Ngồi xuống đưa chân xuống. Ngồi xuống đưa chân nè, xè bàn tay để xuống. Nếu đúng quá. Nếu mà pink. Nếu mà pink nữa. Không muốn màu pink nữa phải không? Giờ sơn sơn màu red lên nha. Ôi, đó cơ, còn bàn tay nè. Bàn tay nắm ngón em vẫn kêu xa. Rồi, để im đó, bây giờ mày sơn chân, sơn chân nè. Rồi, cho cô chú coi mày sơn chân của chay nè nha. Sướng gì mà sướng dữ, không biết 2-3 ngày đổi màu nước sơn rồi. Mùa hè tới rồi mà mình phải sơn móng tay, móng chân mình ra đường chứ. Đúng không chay? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ phải dép. Hello, hello ngoại đi. Hello ngoại. Cô Tâm. Chơi đang làm gì á? Chơi đang làm gì nó ngoại nghe? Môi. Nói mẹ đang sơn móng tay móng chân cho con. Chơi đang làm nail hả? Không. Môi. Là nó sơn môi, nó sơn môi. À, sơn môi hả? Đó, ok, đẹp quá. Rồi, thế. Ê, ê, ai cho lấy cái cây đó xong môi tập bây giờ, đưa đây.